Thưa quý vị, từ sáng nay đến đêm mai 13 tháng 10, thành phố Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ, se lạnh về đêm và sáng sớm, nắng hanh về trưa và chiều. Sau khoảng thời gian trên, thì không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ. Theo Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, dự báo sáng nay thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ rải rác, thời tiết se lạnh, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 26 độ. Trưa và chiều, thành phố Hà Nội giảm mây, nắng hanh, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến hết ngày mai do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 10, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác chủ yếu về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo từ nay cho đến ngày 10 tháng 11, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tại Hà Nội và các tỉnh thành phố vùng bằng và Trung du Bắc Bộ giảm dần.